Dư luận trong những ngày vừa qua hết sức ngỡ ngàng trước vụ việc có đến gần 500 căn biệt thự nhà liền kề xây dựng không phép đã cơ bản hoàn thiện trên diện tích hơn 18 ha ở dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Vậy trách nhiệm trong quản lý nhà nước của chính quyền và ngành liên quan ở địa phương như thế nào khi để xảy ra việc xây dựng không phép quy mô lớn trong thời gian dài? Phóng viên của Truyền hình Nhân dân tại Đồng Nai tiếp tục đi tìm câu trả lời. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Đồi 61 cho biết, ngay từ khi dự án san lấp mặt bằng vào tháng 5 năm 2018, địa phương đã lập biên bản yêu cầu ngưng thi công và báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom. Tuy nhiên, sau đó không nhận được sự chỉ đạo của cấp trên về hướng xử lý. Thời gian sau, một số đoàn có sự tham gia của cán bộ tỉnh, huyện về xã làm việc cung cấp các văn bản liên quan đến các thủ tục của dự án, như đánh giá tác động môi trường, đấu nối điện nước. Do đó, chính quyền nghĩ rằng dự án đã đầy đủ các thủ tục theo quy định. Với trách nhiệm địa phương thì quá trình dự án xây dựng thì địa phương cũng chưa kịp thời báo cáo cho Ủy ban huyện và các cơ quan chức năng cấp trên để biết. Thứ hai nữa thì cũng qua đây thì địa phương cũng rút ra được những cái bài học mà mình chủ quan trong công tác kiểm tra cái tính pháp lý. Trong khi đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom thừa nhận, ngoài sự yếu kém về chuyên môn là sự tắc trách của một số tập thể cá nhân của các phòng ban liên quan. Chỉ đến khi các cơ quan báo chí đăng tải, lãnh đạo huyện mới biết sự việc. Về phần mình sẽ trách nhiệm và tôi sẽ khi mà kiểm điểm, tôi sẽ kiểm điểm với tinh thần là hết sức cầu thị, thấy rõ trách nhiệm của mình. Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, dự án đã có chủ trương đầu tư của tỉnh và duyệt quy hoạch 1/500. Tuy nhiên, sau khi được giới thiệu địa điểm và quy hoạch, chủ đầu tư không làm các thủ tục tiếp theo để hoàn thiện thủ tục pháp lý, nhưng đã triển khai xây dựng. Chưa có hồ sơ đất, tức là chưa có giấy đỏ thì chưa thể cấp phép được, nên nó thiếu cái đó và cuối cùng là các anh làm là sai. Đối với cái những cán bộ mà sai phạm thì huyện ủy sẽ chỉ đạo cho ủy ban xử lý về mặt nhà nước. Sau khi xử lý xong thì về mặt đảng là sẽ xem xét cái mức độ vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định chứ không có bao che. Đến thời điểm này, ngoài việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai xử phạt vi phạm hành chính, buộc chủ đầu tư nộp số tiền thu bất hợp pháp từ vi phạm hơn 6,3 tỷ đồng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra những sai phạm tại dự án này.